Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 27 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đà Nẵng lo vỡ trận Xuân Phúc vội điều quân. Thủ tướng Việt Nam đã nói có một bộ phận chủ quan lơ là không thực hiện đầy đủ các khuyến cáo về phòng chống dịch. Ông Nguyễn Xuân Phúc được dẫn lời phát biểu trong một phiên họp của Chính phủ vào ngày 25 tháng 7 năm 2020 sau khi giới chức y tế cùng ngày xác nhận một ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân số 416 là nam 57 tuổi ở Đà Nẵng, hiện đang được cấp cứu, có xét nghiệm dương tính ít nhất 5 lần tại những bệnh viện khác nhau, kể cả Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói bình tĩnh không hoang mang. Ca nhiễm này chấm dứt 99 ngày không ghi nhận lây nhiễm trong cộng đồng trên toàn quốc. Trong 2 ngày 25 đến 26 tháng 7, Bộ Y tế công bố liên tiếp 2 ca mắc viêm phổi Vũ Hán cộng đồng ở Đà Nẵng. Cả 2 ca bệnh này đều không đi ra khỏi Đà Nẵng, chỉ ở nhà, đến bệnh viện và di chuyển trong nội thành Đà Nẵng. Thông báo khẩn số 15 phát đi sáng ngày 26 tháng 7, Bộ Y tế đề nghị những người dân từng đến trung tâm tiệc cưới U Place tại công viên trung tâm đường 2 tháng 9 Hải Châu, Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ 30 vào ngày 18 tháng 7 hãy liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Ca thứ 416 là ca cộng đồng đầu tiên sau 99 ngày Việt Nam đã ghi nhận không hề có ca bệnh nào. Cũng theo ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, qua kiểm tra ban đầu có 106 người trên địa bàn tỉnh có dự đám cưới cùng với bệnh nhân số 416 và có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 418. Hiện những người này đã được cách ly tập trung tại địa phương để tiếp tục theo dõi. Thông tin từ Tiểu ban điều trị vào ngày 25 tháng 7 cho biết bệnh nhân nhiễm viêm phổi Vũ Hán thứ 416 tại Đà Nẵng diễn biến nặng, phải can thiệp ECMO và ngành y tế huy động mọi nguồn lực cứu chữa bệnh nhân này. Thành phố Đà Nẵng cũng vừa được yêu cầu tiến hành xét nghiệm diện rộng sau ca nhiễm mới đầy nguy hiểm này. Đây là hình ảnh lực lượng chức năng đang phun khử khuẩn tại khu vực nhà bệnh nhân số 418 ở Đà Nẵng vào sáng ngày 26 tháng 7 năm 2020. Trong khi ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao cố gắng trong thời gian qua của các ngành trong nỗ lực phòng chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán, ông cũng nói rằng có một bộ phận chủ quan lơ là không thực hiện đầy đủ các khuyến cáo về phòng chống dịch của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế. Với Đà Nẵng, tiếp tục điều tra, truy vết và thực hiện cách ly tập trung đối với những trường hợp F1 một cách an toàn, chỉ đạo khoanh vùng, dập dịch, không để vỡ trận. Và các biện pháp mạnh như áp dụng công nghệ, biện pháp trực tiếp như đi từng ngõ, gõ từng nhà, truy vết tìm F0 tiếp tục được tổ chức quyết liệt, không thể chủ quan, ông Phúc nói thêm. Và Thủ tướng Việt Nam cũng đã yêu cầu kiểm tra biên giới, cửa khẩu một cách chặt chẽ, ngăn chặn nhập cảnh trái phép và yêu cầu Bộ Công an khởi tố điều tra đường dây đưa người bất hợp pháp vào Việt Nam. Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép và bắt giữ ít nhất 3 người. Tin cũng cho hay, nhà chức trách thành phố Đà Nẵng đang tiến hành quá trình tổng kiểm tra người nước ngoài tại Đà Nẵng và tập trung vào người Trung Quốc cư trú trên địa bàn. Các trường hợp nhập cảnh trái phép sẽ bị coi như trường hợp nghi nhiễm và áp dụng cách ly y tế theo quy định. Báo Tuổi Trẻ ra ngày 25 tháng 7 năm 2020 cũng đưa tin lại phát hiện nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Đà Nẵng. Trong đó có 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, bao gồm 2 người đang cách ly tại bệnh viện và 7 người được đưa đi cách ly tập trung. Ngoài ra, có 14 trường hợp chưa khai báo tạm trú. Công an thành phố Đà Nẵng cũng cho biết vào ngày 11 tháng 7 đã phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào ngày 16 tháng 7 và phát hiện 27 người Trung Quốc nhập cảnh lậu. Đây là hình ảnh khách sạn SG Đà Nẵng nơi phát hiện 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. An ninh sân bay Nội Bài vào ngày 23 tháng 7 đã phát hiện 2 hành khách Trung Quốc dùng giấy tờ giả định bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh sau khi nhập cảnh qua đường tiểu ngạch từ Trung Quốc vào Việt Nam tại cửa khẩu Hà Giang. Trong khi có lời kêu gọi bình tĩnh không hoang mang từ Thủ tướng Việt Nam, tỉnh Bắc Giang đã khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức và người dân tạm ngừng đến Đà Nẵng trong thời gian này. Văn bản chính quyền tỉnh ngày 25 tháng 7 nói như sau: những người từ Đà Nẵng về địa phương từ ngày 28 tháng 7 trở lại đây phải khai báo y tế và tự cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà. Quảng Ninh đã khởi tố nhóm giúp nhập cảnh trái phép. Trong diễn biến liên quan vào ngày 25 tháng 7, Công an Quảng Ninh cho hay
đã khởi tố bắt giam 6 đối tượng từ thành phố Móng Cái để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Họ bị cáo buộc đã nhận đưa người từ Đông Hưng, tức là từ Trung Quốc, nhập cảnh trái phép bằng bè xốp, vượt sông biên giới mốc 1355, sau đó dùng xe máy đưa về trung tâm thành phố và nội địa của Việt Nam. Vào ngày 10 tháng 6, họ đón 4 người Trung Quốc khi đang di chuyển thì bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ. Đà Nẵng chính thức giãn cách xã hội sau khi phát hiện ca lây nhiễm cộng đồng ở đây. Đây là hình ảnh khu ký túc xá phía tây thành phố Đà Nẵng gồm 5 block 6 tầng nổi đang được gấp rút hoàn thiện làm khu cách ly tập trung. Truyền thông Việt Nam cho biết, từ 13 giờ ngày 26 tháng 7, Đà Nẵng sẽ chính thức thi hành việc giãn cách xã hội. Theo chỉ thị số 19 vào ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Được biết, Việt Nam hiện đã ghi nhận tổng cộng 418 bệnh nhân nhiễm viêm phổi Vũ Hán, trong đó có 2 bệnh nhân mới tại Đà Nẵng, tính đến 7 giờ sáng ngày 26 tháng 7 năm 2020. Và những ca nhiễm mới này được xếp hạng là ca nhiễm trong cộng đồng. Và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vào sáng cùng ngày đã ban hành công văn khẩn liên quan đến việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán trên địa bàn. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện cũng như các hội, đoàn thể, cơ quan trung ương, trường học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục thực hiện theo chỉ thị số 19 CT ngày 24 tháng 4 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán trong tình hình mới. Và thời gian bắt đầu thực hiện chỉ thị về việc giãn cách xã hội bắt đầu được tính từ 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2020 cho tới khi có thông báo mới. Và bệnh nhân số 418 có thể lây cho rất nhiều người, đây là điều được đặt ra. Trước đó, bản tin 6 giờ ngày 26 tháng 7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán cho biết đã có thêm một ca viêm phổi Vũ Hán, tức là bệnh nhân số 418 tại Đà Nẵng. Bệnh nhân 418 năm nay 61 tuổi, cư ngụ tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, được xác định dương tính với viêm phổi Vũ Hán trong đêm ngày 25 tháng 7 và hiện đang phải thở máy. Đà Nẵng đang triển khai các biện pháp điều tra dịch tễ, cách ly và khoanh vùng, dập dịch. Đây là hình ảnh sau khi phát hiện ca bệnh 416, bệnh viện C Đà Nẵng, nơi có 1.000 người bên trong đã bị phong tỏa và phun thuốc khử trùng các phòng khoa, khuôn viên, bệnh viện. Bộ Y tế đã thành lập 3 đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tại thành phố Đà Nẵng. Được biết, hiện nay có ca số 418 này cũng không rõ nguồn lây. Đà Nẵng đang triển khai các biện pháp kiểm tra dịch tễ, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Và điều đáng chú ý, trong số 5 người này, vợ của bệnh nhân F1 là giáo viên, có tổ chức dạy thêm với hàng chục học sinh. Do đó hiện nay, ngoài việc điều tra F1 thì công tác rà soát điều tra F2 là học sinh của vợ bệnh nhân 418 cũng hết sức quan trọng. Số lượng học sinh nhiều, lứa tuổi nhỏ, nhạy cảm nhưng phải làm gấp để theo dõi, đưa đi cách ly cho người dân an tâm. Trưởng trạm y tế phường Thanh Bình đã cho biết như vậy. Bên cạnh đó, báo Tiền Phong cũng trích lời trưởng trạm y tế phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết cơ quan y tế địa phương đã nhanh chóng xác định được 5 người nhà là F1 của bệnh nhân số 418. Trong số 5 người này, vợ của bệnh nhân F1 là giáo viên, có dạy thêm cho hàng chục học sinh. Vì thế, hiện nay, ngoài việc điều tra F1 thì công tác rà soát điều tra F2 là học sinh của vợ bệnh nhân 418 cũng hết sức quan trọng. Cơ quan y tế của Đà Nẵng cũng cho hay, trong vòng một tháng nay, bệnh nhân 418 hiện đang sống với vợ và con gái, chỉ ở thành phố Đà Nẵng, không đi ra ngoại tỉnh, ít ra khỏi nhà, không tiếp xúc với người nước ngoài. Tuy nhiên, hàng ngày cũng uống cà phê, ăn sáng, khu vực xung quanh nhà, vẫn theo báo Tiền Phong chia sẻ. Được biết, trong vòng 14 ngày trước khi khởi bệnh, bệnh nhân có chăm sóc bố đang nằm điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng. Nhà bệnh nhân nằm cạnh nhà ông bố. Và hai bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán ở Đà Nẵng cùng tham gia câu lạc bộ thơ. Đây là hình ảnh vào chiều ngày 25 tháng 7, bãi biển Mỹ Khê, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng vẫn chật kín khách tắm biển. Vợ bệnh nhân 418 cho biết ông và bệnh nhân 416 hoạt động chung trong câu lạc bộ thơ có nhiều cán bộ hưu trí. 11 giờ ngày 26 tháng 7, nhân viên y tế đưa 5 người thân của bệnh nhân 418 đến trung tâm y tế quận Hải Châu để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán. Trong số này có vợ và con gái của ông. Vợ của bệnh nhân 61 tuổi cho biết ông có biểu hiện viêm họng trong khoảng 10 ngày gần đây. Nghĩ là bệnh thông thường, ông đi khám tại một phòng khám tư nhân lấy thuốc về uống. Vợ ông cũng cho hay ông có tham gia một câu lạc bộ thơ ở Đà Nẵng cùng với bệnh nhân số 416.
Gần đây, ông chủ yếu ở nhà và lên bệnh viện chăm bố ruột. Không biết ông có đi ra ngoài cà phê hay ngồi uống nói chuyện với bệnh nhân ở Liên Chiểu hay không, bà nói. Sáng nay, khi nghe Sở Y tế Đà Nẵng gửi thông báo chồng mình dương tính với viêm phổi Vũ Hán, bà và con gái được nhân viên y tế đến lấy lời khai. Bà chủ động từ chối tiếp xúc với những người đến nhà. Sở Y tế Đà Nẵng cũng cho biết, bệnh nhân 418 nói tham gia một câu lạc bộ thơ nhưng lâu nay không sinh hoạt. Ông Phạm Phú Điểm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu xác nhận, bệnh nhân số 416, 57 tuổi cũng tham gia câu lạc bộ thơ. Lần sinh hoạt gần đây nhất của câu lạc bộ thơ là khoảng 1 tháng. Ngành y tế thành phố vẫn chưa khẳng định hai ca bệnh này có mối liên hệ nào với nhau hay không. Cũng buổi trưa nay, đoạn đường Hải Hồ qua nhà bệnh nhân số 418, ít người qua lại, mùi hóa chất khử trùng bốc nồng nặc. Các nhà xung quanh phố đóng cửa, người qua lại đeo khẩu trang. Ông Võ Ngọc Đông, trưởng phòng y tế quận Hải Châu cho biết, do nhân lực hạn chế nên các đơn vị liên quan đang rà soát người tiếp xúc rất gần với bệnh nhân theo trình tự. Ông đi đến đâu thì mình điều tra ngay tới đó, sau đó tiếp tục tìm người tiếp xúc gián tiếp. Và Đà Nẵng cũng đang chuẩn bị một khu vực ký túc xá ở phía tây thành phố để chuyển toàn bộ trường hợp F1 lên cách ly tập trung. Ông Phạm Phú Điểm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu cho biết khu cách ly này có sức chứa khoảng 600 người. Trong chiều nay, các lực lượng liên quan sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể để tiếp nhận người vào cách ly. Đà Nẵng đang phục hồi lại khu du lịch sau một thời gian dài phòng chống dịch. Lượng khách nội địa đến và đi ở sân bay Đà Nẵng những ngày qua trung bình khoảng 40.000 người trên một ngày. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 27 tháng 7 năm 2020 với bản tin Đà Nẵng lo vỡ trận Xuân Phúc vội điều quân. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de